Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Bóng bóng bang bang, lên xem phim vàng phim bạc nhà người ta, chớ xem phim Việt phim ma nhà mình. Thực ra là Cám không hề hát thế trong phim. Chuyện là phim Cám mới ra mắt đang cực kỳ hot thì bọn tôi cũng là một trong số ít người không may mắn đi xem phim. Và phải nói là tôi đã có một trải nghiệm khá tốt trong rạp. Ghế rất êm, điều hòa mát lạnh và điện thoại của tôi thì mạng khá khỏe nên là cũng lướt Facebook được khá khá. Nói thế thôi chứ thực ra là bộ phim Cám lần này theo đánh giá cá nhân của tôi là có nhiều điểm để khen. Chỉ có mỗi cái là những cái làm tốt để khen thì chỉ là những cái điểm phụ chiếm rất ít phần trăm trong việc tạo nên một bộ phim hay thôi. Còn vấn đề lớn nhất là kịch bản, sự logic, cách kể chuyện thì phim lại cực kỳ lờ mao và tào lao. Tôi dùng từ tào lao vì nó thực sự rất vớ vẩn ấy. Cảm giác xem xong cái phim mà thấy bực. Cụ thể thế nào thì các bạn hãy xem phần sau của video. Và nếu các bạn thắc mắc vì sao không có một số mì siêu tim cật thì bọn tôi bận. Nhưng mà vẫn giữ vững tinh thần là kênh về điện ảnh không có chuyên môn về điện ảnh nhất Việt Nam trong cái review này. Nên là mọi người có thể tham khảo ý kiến của bọn tôi hoặc không, tại vì đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Còn giờ thì đi vào chi tiết bộ phim. Cám hay là Hắc Thoại Tấm Cám là một dị bản của truyện cổ tích Tấm Cám đã quen thuộc với chúng ta. Trong cái dị bản này thì Cám sẽ có tính cách hoàn toàn trái ngược so với bản gốc, nói chung là kiểu hiền lành nhân hậu. Và dĩ nhiên là phỏng theo Tấm Cám nên câu chuyện vẫn sẽ giống như là trong Tấm Cám. Chỉ có điều là bây giờ thì Cám sẽ có tạo hình như một con golem và bị gia đình ngược đãi thay vì là Tấm. Ngoài ra thì còn thêm thắt vài chi tiết ma quỷ các thứ nữa, chung quy câu chuyện nó là như thế. Thì để giải mã hiện tượng vì sao Cám lại cực kỳ hot ngoài rạp chiếu thì cũng dễ thôi. Càng này thì có lẽ tôi sẽ biết lý do, chứ còn ma ra vì sao hot thì tôi chịu. Thì câu chuyện ở đây cũng không hẳn là vì vô hạn suất chiếu nên hot, mà vì Cám chắc là đem lại cái hiệu ứng nostalgia, nôm na là kiểu hoài niệm với một thứ gì đó quen thuộc ấy. Người Việt mình thì với câu chuyện cổ tích Tấm Cám nó đã quá thân quen từ khi còn bé tí rồi, nên là khi nghe đến dị bản của Tấm Cám thì cũng sẽ có một chút hào hứng nhất định và muốn ra rạp xem là cái phim mặt mũi như thế nào. Nó giống như kiểu là Black Myth Wukong ấy, chưa cần biết game có hay hay không, nhưng mà cứ liên quan đến Tây Du Ký thì anh em Việt Nam sốt sình sịch lên ngay. Nhưng mà tôi thực sự ước là câu chuyện của Cám bằng 1/4 Black Myth Wukong thôi là có khi nó cũng trọn vẹn rồi. Chắc là cái thứ duy nhất trọn vẹn thì chỉ có thể là ra Fastcare để được chăm sóc điện thoại laptop cho sinh viên. Thì nói thế các bạn cũng hiểu cái điểm yếu lớn nhất của Cám là ở đâu rồi. Nó là kịch bản, một câu chuyện tiềm năng, một cái nền móng vững chắc để phát triển. Và những gì chúng ta nhận lại là một kịch bản tào lao, thiếu logic. Các tình tiết nhét vào kiểu cho nó có, kiểu như là tôi đã cố gắng rồi nên là nó có dở thì cũng không phải lỗi của tôi ấy. Thì cái điều này tạo ra cảm giác rất bực mình cho người xem. Bản thân chúng tôi thì cũng không phải là kiểu mạt sát một bộ phim nào đâu, tại vì cái gì cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Tất nhiên là phim này cũng thế. Điểm khen thì vẫn sẽ có, lát nữa tôi sẽ nói sau. Nhưng mà riêng cái kịch bản của phim này thực sự là không thể bênh một tí nào được. Cái sự chặt chẽ, logic của Cám thì tôi thấy nó giống như cái bộ phận ánh sáng của Black Panther Wakanda Forever ấy. Nó không có. Để kể ra thì chắc là cả đống, nhưng mà tôi xin phép kể một vài chi tiết phi logic điển hình thôi. Đầu tiên là việc bờm lừa Cám là mình thích Cám để dụ dỗ Cám hiến tế bản thân. Thì ok, đây là một cái đoạn twist khá hay, nhưng mà có nhất thiết phải phơi mặt ra cho Cám và bảo Cám là tôi lừa cô đấy không? Kiểu như là làm điều ác lại không giấu mà lại khoe ra cho nó oai. Thứ hai là việc cha của Cám đã biết toàn bộ việc Cám bị quỷ nhập nhưng mà vẫn ở cùng Cám, mặc cho Cám thích giết ai thì giết, kể cả giết chính mình, mà không hề nghĩ ra bất kỳ phương án đối phó nào. Thứ ba chính là cái bùa đầu gà. Tôi thề là cái bùa đầu gà này là cái dở nhất của cái phim này luôn ấy. Nó có thể ngăn không cho ma quỷ chạy vào đầu mình. Ok, cảm ơn đội trưởng hiển nhiên, ông vừa nói cách để giết con quỷ luôn rồi. Nhưng mà không, bố của Cám lại bảo là nó chỉ ngăn không cho quỷ động vào thôi. Thế bây giờ quỷ động vào ông hay là ông động vào quỷ thì khác gì nhau? Nó cũng là chạm vào nhau mà, tương tác thôi chứ có cái gì đâu mà không nghĩ ra được. Trí tuệ chắc thua bằng bờm. Dĩ nhiên là tôi sẽ không gay gắt với vấn đề này đến thế nếu như không có đoạn kết phim. Nôm na là hoàng tử khi có cái đầu gà thì đã giết được bạch quỷ. Hả? Là sao? Sao bảo là cái đầu gà chỉ để bảo vệ khỏi quỷ thôi, sao bây giờ tự nhiên lại cầm nó đánh quỷ? Người cố chấp thì bảo là vấn đề kỹ năng, chứ tôi là tôi không cố chấp được, chịu biên kịch luôn. Mà chưa hết nhé, phim còn rất nhiều cái cảnh chuyển rất vụng về. Nhân vật đang nói chuyện buổi sáng phục phát đến buổi tối luôn, đặc biệt lúc trèo cao. Em thì nhớ chị ban ngày nhưng ban đêm thì chị bắt đầu trèo, mà trèo có ra hồn đâu, leo được nửa cây lại tụt xuống. Mà chưa kể là đi cùng Tấm là bao nhiêu lính gác, mà lúc trèo cao thì mất tích, chắc ngồi sau cánh gà làm cốc trà đá. Và bạn đã tưởng như thế là dở hơi thì cho đến khi đột nhiên Tấm muốn trở thành Sung Jin-woo, tự thăng cấp cho chính mình.
tuyên bố dõng dạc tất cả mọi người ở lại trong nhà để cô ra ruộng tay đôi với bạch quỷ. Thôi thề là giờ tôi nghĩ lại thấy bực mình kinh khủng đấy, tại sao lại có thể phi logic một cách như thế được. Còn tiếp nhé, là Cám được xây dựng từ đầu là nhân vật nhân hậu hiền lành nhưng bị đối xử bất công, và có thể đoán được là Cám sẽ trở về trả thù các thứ đúng không? Không có đâu, thực ra là Cám chết bố từ giữa phim rồi. Từ đấy đến cuối phim thì chỉ là con bạch quỷ nó đi giết người, chứ còn con Cám xây dựng cho đã xong rồi kết thúc nhạt nhòa luôn. Ừ thì đành lòng là đạo diễn rất tôn trọng nguyên tác khi mà chèn rất nhiều yếu tố của chuyện gốc vào, như là chuyện thử hài này, trèo cau này, phân chia thóc gạo này, vì sao con khóc này, con cá bống, quả thị các thứ. Nhưng mà để tính lại thì những cái chi tiết đấy chả có tác dụng gì cả. Chỉ cái thứ mà có tác dụng duy nhất ấy, thì chỉ có thể là Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều ưu đãi đặc biệt cho học sinh sinh viên. Còn mấy cái chi tiết kia ấy, thì nó như là phim Marvel ấy, có bao nhiêu cameo ném vào hết để thu hút người xem. Và nếu bạn nghĩ đó là điều thừa thãi thì hãy chờ đến khi bạn biết đến một người gọi là Thái Tử. Ngoài nói một câu cuối phim ra, anh này ở trong phim với nhiệm vụ duy nhất là đẹp trai và đứng đơ cái mặt ra. Và để mà nói về cái sự thừa thãi phi logic của kịch bản thì nó là vô kể, nhưng mà trong quy thì như tôi vừa kể vào trên. Tiếp theo là cũng là một điểm yếu rất nặng là Cám được giới thiệu là một phim kinh dị. Và phim kinh dị thì với kỳ vọng của tôi nó phải sợ ấy, nhưng mà tôi chả thấy sợ gì cả. Tôi thấy ghê nhiều hơn, nó ghê kiểu mấy dạng body horror ấy, mấy cái phim kinh dị mà gây sợ bằng cách là xẻ thịt xẻ da con người ấy. Nếu mà phim theo hướng đó thì có phần là rất là ghê đấy, tại vì hóa trang của Cám trông rất là sợ hãi này, con bạch quỷ trông cũng khá rợn. Nhưng mà theo hướng hù dọa hay là tâm linh thì chả sợ tí nào, có khi còn thua cả kẻ ăn hồn ấy. Mà còn chưa kể là phim cực kỳ lạm dụng cái hiệu ứng bóng mờ, xong rồi kéo FPS xuống tầm 5 xong rồi giật giật ấy, camera để quay tứ tung trông cực kỳ khó chịu. Làm một lần thì không sao, nhưng mà cả phim spam 3 lần, kể cả cảnh Thái Tử đánh nhau với mấy tên cướp thì cũng spam hiệu ứng đấy, tôi cũng biết chịu. Cái điểm đáng chê tiếp theo là giọng lồng tiếng của anh Bờm. Ngay từ đầu phim tôi nghe giọng anh Bờm đã thấy hài rồi. Thoại phim thì không quá tệ đâu, nó mức ổn đấy, nhưng mà cái giọng truyền tải của anh Bờm thì nghe quá là chán. Những cái nhân vật khác dùng giọng thật thì nghe hay vãi chưởng, đến anh Bờm lại giọng lồng tiếng mà giọng nghe kịch hơn cả sân khấu, đúng kiểu lồng tiếng truyền thống ấy, nghe lạc quẻ. Đấy, tóm lại chê là chê những cái đấy, quanh đi quẩn lại vẫn là yếu tố kịch bản là yếu nhất. Còn để khen thì phim này cũng có nhiều điểm để khen, không hẳn là một bộ phim tệ từ A đến Z. Ví dụ như là bối cảnh của phim này tốt, các cảnh quay đẹp, có phần chăm chút tỉ mỉ trên từng khung hình, cảm giác cũng là rất Victor Vũ này nọ các thứ. Trang phục cũng được đầu tư kỹ lưỡng, một vài bộ thì chỉ dùng có vài giây, chẳng hạn như là bộ đồ đám cưới của Thái Tử, nhưng mà cũng được chuẩn bị kỹ càng này, không tạo quá nhiều sạn về phục trang như là các phim Việt cổ trang trước đây. Về mặt diễn xuất thì hai diễn viên chính là Tấm Cám thực sự là đóng tốt hơn tôi nghĩ. Tôi thì không biết về hai diễn viên này từ trước, nhưng mà khi xem cũng khá là bất ngờ, đặc biệt là Lâm Thanh Mỹ, một diễn viên trẻ mới xuất hiện nhưng mà thể hiện rất tốt. Nửa sau của phim khi mà Cám bị quỷ nhập thì Thanh Mỹ đóng rất hay. Tấm này ban đầu tôi nghĩ là bình hoa di động nhưng mà đóng nhập tâm phết đấy. Lúc cuối phim thì Tấm bị quỷ nhập cũng là mấy khoảng khắc mà khá xuất thần của diễn viên này. Và một cái nhân vật phụ khác cũng khá tròn vai là bà mẹ do Thúy Diễm thủ vai. Khoảng khắc lên hình không nhiều nhưng mà xuất hiện lúc nào là ấn tượng lúc đó. Cử chỉ khuôn mặt được tận dụng khá tốt này, thể hiện việc là vừa thương đứa con của mình nhưng mà cũng vừa ghét nó tại vì nó quá xấu. Phải nói là diễn xuất của phim này đều từ mức tròn vai trở lên, không có gì quá tệ để chê. Có chê thì chê anh Thái Tử thôi, nhưng mà anh này xuất hiện ít nên là thôi bỏ qua. Âm nhạc cũng là một cái điểm sáng hiếm hoi của phim. Yêu nhau cởi áo cho nhau, đến lúc ra rạp tôi vẫn còn nhớ cái giai điệu đấy. Nó ngược lại hẳn so với cái phần âm thanh nó quá ồn ào và spam tiếng hét rất linh tinh. Nhưng mà nhạc thì hay thật. Nhiều khi là nghe được bài nhạc thì nó nhẹ lòng hơn, chứ xem phim áp lực phát trưởng, áp lực muốn bỏ về luôn ấy. Tóm lại thì Cám có một cái móng quá chắc, chỉ việc xây từ đó lên. Nhưng mà xây kiểu gì không xây, lại xây ra một kịch bản quá thiếu chiều sâu. Đúng hơn là chưa thể gọi là nông ấy, chứ đừng nói là sâu. Sạn thì một rổ nhặt mãi không hết. Thì may mắn là có một vài yếu tố làm khá tốt thì cũng xứng đáng được khen, nhưng mà không cứu được. Vẫn cứ là một bộ phim trung bình kém của Việt Nam nói chung và phim kinh dị nói riêng. Nhiều khi tôi nghĩ là nếu mà phim Việt như này thì người ta gọi Trấn Thành là Martin Scorsese có khi cũng phải nghe cãi nào được. Chứ 2024 rồi mà còn tạo ra một cái kịch bản phi logic thế này thì hết cứu. Thì đọc comment trên mạng thì người ta bảo là phim này còn không bằng Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Mà Tấm Cám Chuyện Chưa Kể thì nó cũng phải gần đáy rồi ấy. Cái phim này còn dưới như thế thì hẳn là khó ấy. Mà thấy bảo là còn dục dịch làm ra phần 2 nữa cơ. Thì thôi, nếu mà ra được thì cũng tốt cho họ, nhưng mà chắc là nên trả tiền thêm cho biên kịch hoặc là đầu tư vào kịch bản hơn, nếu muốn bộ phim trở nên thông minh hơn trong mắt khán giả người xem. Chứ quả kịch bản này làm tôi thấy đúng ngu đi thật. Các bạn đã xem Cám chưa và ý kiến các bạn thế nào? Có giống chúng tôi không thì hãy comment bên dưới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.